Đây rồi, đóng này. Ui, con này to. Ui, con này to anh em ơi. Bo. Ui, con này to. Ok. Ui, con gì đây? Ui, chồng. Ui, con chấm này con anh ạ. Ui, khổ quá. Con đen nhỏ. À, đi câu nó thế này chứ. Này mồi có tí tành cái đánh khoảng cách à, rô phin nó cuốn ngay em ạ. Phê phê này mắt, được con đen nó đang nằm bên dưới. Con chấm đen ạ. Đá quá các bạn ạ. Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing nhá. Hôm nay tháng 5 các bạn, chưa bao giờ trong cuộc đời em thấy cái tháng 5 mà nó lại lạnh các bạn ạ. Hôm nay điện lạnh dã man luôn. Buổi sáng sớm ra thấy rất là lạnh nhưng bắt đầu là phối ngồi đi đánh. Hôm qua lẽ ra là em đi từ hôm qua cơ, nhưng mà hôm qua trời nó mưa nhưng thấy sét đánh ở trong Thái Bình chết mấy ngày, mình thấy cũng rất sợ. Trời mưa thì đi câu đi quay rất là đẹp nhưng mà sét đánh kinh quá. Đấy, hồ này thì anh em cũng biết đấy, mấy này em toàn ra đánh suốt đấy, đang có thời cơ được ra đánh nên cứ phải ra đấy liên tục. Ở trời này nó hơi lạnh đấy, thì bây giờ chắc là cũng xảo đánh luôn anh em nhé. Trời hôm nay tuy nó lạnh nhưng mà được cái là nắng ấm anh em ạ. Thì nói chung là nó có cái nắng cái thì nó ấm hẳn người luôn. Mặc dù nay em vẫn phải mặc, lúc đi đường thì vẫn là mặc hai áo khoác các bác ạ. Anh vẫn mặc hai áo khoác. Dạ. Cháu chắc cũng chiều. Đấy. Cháu vợ hai con rồi chú ạ. Cháu này 28. Một tư đấy ạ. Đó. À. Đánh đài các bác nhá. Họ đạt đâu. Đó. Nước ở đây tương đối là sâu đấy anh em ạ. Ở sông là rất sâu lắm. Thời tiết này gió máy ạ. Sầu phết đấy các bạn ạ. Nước sầu đã mà luôn, 3 mét hết. Gió ạ. Rồi gần đây anh em ạ. Rồi, ok. Đây, cắm viên các bác nhé. Cho thí bột mì à? Mình lo mình đánh đơn đại bột mì. Ồ, chết rồi, hôm nọ em đi về em để nước ướt bột mì lên đấy. Tan á, quẹo quẹo này. Ngồi này mà đánh thì chất đừng hỏi, các bác nhìn này. Nắm xong, không dính tay. Phê đấy. Lích thôi các bác ơi. Anh em nhìn này, ấy thằng nó không dính tay luôn, các bác nhìn nhá, mềm dẻo, câu này mới sướng.
ấy cá luôn đấy, đây rồi. Ui ủa con to, ui to, luôn phi to anh em ơi, luôn phi cụ, luôn phi cụ, ui luôn phi to chưa anh em ơi, ui mút phè quá, bự bự, ui cha cha, ui cẩu không lên, đánh lại ngọn mềm cẩu không lên anh em ạ, ui cha cha, ui con này to chưa anh em ơi, ui con này to ngon chưa anh em ơi, bàn tay con này, hơn bàn tay, là hai phế chưa? À, anh em này, đấy là phi ngon anh em nhìn chưa? Nó không như mấy cá dịch vụ toàn con béo với con lợn ấy. Người nặng mình bịch con này thật sự các bác về thái khỏi. Thì ối dồi ôi, người nó mỏng. Phê nhỉ anh em nhỉ? Nè, có nhìn, vừa mỏng vừa nói, đấy là rô phi sông như thế này chứ. Hãy về Hải Phòng quê em đánh cá rô phi anh em ạ. Phê quá, phê còn rô phi cụ tổ. Về Hải Phòng quê em đánh cá rô phi các bác ơi. To quá. Con này về thì làm món gì cũng ngon anh em ạ. Hấp thái gỏi con này là thái gỏi ngon nhất. Lại vào. Ôi trời ôi. Sướng quá. Rô phi ngon, cảm giác sướng thật anh em ạ. Cá rô phi to nó thể thế chứ. Đánh đã quá. Này gió nó cũng lộng, gió to nữa. Quá là phê. Này cắm nó vào đây không ạ? Túi nó tụt xuống dưới kia mất các bạn ạ. Nó đục cái lỗ đấy nhỉ? Đây đây. Nó xiên rách cái cá này ạ. Nạp trong một cái túi mới. Nhiều lần định mua túi mới mà vợ nó không cho tiền. Thế lại thôi. Mua đấy. Có con rồi các bác ạ. Đây rồi, ui con này to, này to anh em ơi. Đây rồi, ui con này to, này to anh em ơi. Ui to, rô phi to, rô phi to. Ui à, rô phi bự, rô phi bự, rô phi bự. Con này to. Ê, chà chà. Hàng đẹp. Ô, hàng đẹp, hàng đẹp, hàng đẹp, hàng đẹp anh em ơi. Ô, con này bự kéo xuống thế. Ô, con này bự anh em ơi, kéo xuống chưa? Có nhìn con nó phê chưa? Đấy, ca nó phải thế này chứ. Ô, người nó gầy nhom các bác này. Cầu phi sông, cầu phi sông, ngon quá anh em ơi. À, cho tối, tối anh em ơi. À, nó cầm một tay gỡ các bác nhá. Lưỡi này có ngại nhá, đóng sâu nó cũng khó gỡ đấy anh em ạ. Lưỡi này lưỡi săn hàng đấy chứ. Nhiều bác lên lại bảo ôi thằng này đi câu. Bác nó vì con ở chứ có lưỡi tổ bố. Nhưng hôm nay em lại không cầm lưỡi con. À, đấy. Không cầm lưỡi con. Rồi cứ được con nào chắc cú ở đấy. Mẹ lưỡi to tránh mấy quá con này. Đỡ phải đóng cá con nhiều hỏng hình. Sầu quá. Cái này nó có con nó khóa lắm anh em ạ. Đấy, coi nhìn nó đập ngay rồi. Có con ạ. Cứ kệ con nào to có lôi thì mình mới giật các bác nhé. Cá con kéo nhiều giật nó hỏng hết cá con. Mà chơi thôi các bác, giống này phải lấy nục của em là vãi nhỉ, không có con nào đấy. Đấy đấy. Bấm ôi giời ơi bấm. Ôi giời ơi ôi ôi. Đây rồi. Ôi con này to nhỉ, to anh em ơi. Ui hai con, hai con. Ui ui bóng một con anh em vừa nhìn thấy hai con không? Ôi giời ơi hai con lại bóng một con. Ôi bóng một con nữa. Ê chết giả. Ui này anh em vừa nhìn hai con nó kéo lọng tay nó mới thường cá to. Được hai con này phát mà nó tuấn mất rồi con. Con này lên tới đây cũng bọc. Ê tuyệt vời quá thôi cho thứ đó. Ê tuyệt vời anh em ơi. Phê. Quá là phê luôn bà ơi. Wow. Đây nó độ quá anh.
cơm ăn ba bữa, nước mắm tắm cả ngày các bác ạ. Số phận của những con cá rồi thì cũng đến cái mức đường cùng thôi. Này gió to quá. Đây rồi, đóng này. Ui, con này to. Ui, con này to, to anh em ơi. Bo. Ui, con này to. Ui, okay. Ui, con gì đây? Ui, trong 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 trong. Ui, trời ơi, chấm này con này nhỏ. Ui, trời ơi, quá. Con đen nhỏ. Ui. Ui, được, được, được. À, con đen nhỏ con này, lấy vợt anh em ạ. Lấy vợt, lấy vợt. Con này đồ to chắc không, không, không cần phải vợt quá. Con đi luôn. Giáo cáo. Giời ơi. Đồ con đen, đen, đen tự nhiên anh em ạ. Ủa, thầy, thầy, thầy. Ủa, có, xê quá. Ủa. Được của nó đấy. Cầu kéo nó phải thế này mới đã qua ạ. Phải như con tê tê luôn. Chó to quá. Nếu nó độc, ôi anh em nó cắn kìa. Đây rồi anh em ơi. Ngon. Úi giời, hàng to, đô phi to, đô phi to. Nó tủ phá đứt quát các bác ạ. Wow. Hàng to. Wow, hàng đẹp các bác ơi. Trời ơi, nó cuốn cả lưỡi vào các bác. Gỡ. À, con này, cô nhận đô phi ở đây các bác nhìn nó thịt nó ngon không? Nó trắng thịt các bác này. Đó. Đấy, chỉ ở quê thì mới có thế này chứ anh em ở thành phố thì ba con cá dịch vụ thì không để ý các bác nhá. Đến cá dịch vụ này ăn không ra gì. Nó thật sự các bác, kẻ dịch vụ cá nó to đến mấy mà thịt nó không chắc bằng thịt những con cá đồng ở quê đâu. Đấy. Đạt. Chết dở, con rô phi nó dẫy này rối hết rồi này. Cá đang cắn lại thế này hỏng hình đói anh em ơi. Phải kín thật quá ạ. Mà không cắt đoạn này em gỡ đấy, đố bắt đầu. Gỡ mãi các bác ạ. Lúc anh em đang đi câu cá, nó đang cắn đang phê thì cứ bị rối là tay chân nó gỡ là nó cứ run. Gỡ càng rối. Đã thật. Ngoài gió đỏ quá. Ủa nó cắn luôn anh em. Đấy các bác nhìn nó cắn luôn kìa. Nó vừa phọc phát xuống ngồi lồi kìa. Đấy. Cắn. Đây rồi. Đóng anh em ơi. Úi con này to. Wow. Con này to anh em ơi. Rú rồi. Phê quá. Úi to chưa. Cầu. Wow. Úi cho mẹ rú phi to chưa các bác này. Ai rồi. Phê chưa bác ơi, đỏ lom đấy mới rô phi phi xịn anh em ạ. Thịt trắng hận dở, người gầy đét cá lay mà anh em về thái gỏ những cái mù mình thì ui thấy ông chắc quá. Khả năng giờ em sẽ cắt một lưỡi đi các bác, này nó thối lắm. Này ui con này to quá. Phê anh em ơi. Tay chân vẫn còn run thì em ơi, phê. Vào đây. Này cũng ổ rồi.
cầu sông nó phải cái này các bác ơi. Quá tuyệt vời. Hôm nay hôm nay đi mặc hai áo khoác, cởi một cái các anh em ạ. Trong cái áo này nó phải nóng ạ. Mặc một cái này các bác nhé. Cái này nó mỏng, nó còn mát mát. Áo khoác này rời, nóng lắm. Ngồi làm thế mà chụp ra ạ. Nó mắc phao đó. Phao không chặn. Mắc phao không chặn đây. Mút đấy. Đấy anh em nhìn nó tụt xong. Tụt phát rất rất khoát đấy. Mút rất là đẹp. Ê rồi, mày chạy đâu? Con này to, này to nha. Ui rồi rồi, à thôi lại vô đạp, vô đạp, vô đạp, vô đạp. Vừa đẹp, vừa đẹp, vừa đẹp anh em này. Để chưa? Đỏ lòm. Ok. Con này bự của nó đây các bác ạ. À, con này đẹp của nó anh em này. Sủa, ui, ư, ồ. Của cá rô sướng chưa? Vừa đẹp, mặc ra đi. Này kể là đánh lưỡi không ngại như đào các bác ạ. Giữa đỡ đau hơn cá. À, con này 20cm anh em nhé. Phể quá. Phể quá anh em ơi. Vào đây, vào đây. Wow, wow, wow. Cám hổ. Nó phải thế này. Quá. Đánh nó phải thế anh em ạ. Câu kéo nó phải thế nó mới sướng. Chứ anh em đi câu cứ bóng suốt về nhà vợ chửi sắp mặt này. Tuyệt vời. Câu kéo thế này nó mới sướng các bạn ạ. Nếu thì câu lại không có cá về. Anh em ơi, không con nào về vợ nó chửi không? Suốt ngày cố kéo, tốn thời gian con cá nhà không trông. Suốt ngày tiền đâu mình mua cần. Chết giả. Đấy là mút ngay anh em ạ, đấy là cuốn ổ. Nó phải thế này, ui, thế là trượt. Ừ, phát đạp thế là trượt anh em ạ. Để rồi. Ui, đồ to này to nha mọi người. Rồi, 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 rồi. Ui, đồ đẹp, rồi, rồi, rồi. Cậu, cậu lên này. Con này cũng bự đấy. Con này cũng bự đấy anh em ạ. Bàn tay. 4-5 nặng con này, xít xì. Sau đi bán cái găng, cái khăn mặt đi anh em ạ. Hoặc là bán cái găng tay vải cầm nữa chắc. Bọn này nó dễ, con rô phi này nó cắm vào tay đau lắm. Nhức ấy. Cuốn ổ phê chưa? Nào, các bác ơi, nhìn phản phẹt luôn. Phản phẹt luôn anh em ơi. Ủa? Nó rơi mất, phê phíu ạ. Đang cầm lại tụt tụt kia mất. Phíu ạ. Còn các bác ơi, còn đây là 4 lạng ít gì đó. Này gặp cá con nó phá là nhầm.
một đống một đống. Ui con này to này to anh em ơi. Lên con này bự đấy. Con này bự đấy anh em ạ. Cho túi cho túi. Con này hàng đẹp đấy, hàng đẹp. À, xịn này cho luôn túi gỡ anh em nhé. Gỡ nhảy. Wow. Mèo đây. Đấy. Đây rồi, nhắm rồi, bắn ngay. Ôi dồi, con này bự. To nhắm rồi. Hồng tươi, hồng tươi anh em ơi. Làm xịn chưa? Tô nó mà xịn xó này chứ. Ôi dồi, đừng có rẫy. Đóng vào mồm trên. Em mới rồi, nhắm lưỡi con. Đánh lưỡi này nó nhạy hơn, nó bén hơn. Lưỡi to kia này. Giặt nó hay hụt á. Cái bọn này rất là buồn cười anh em ấy. Cái bọn vứt này nó gầy gầy, lưỡi nó lại gỡ lưỡi ra. Nhưng mình giữa con mắt nó còn cháo nó chẳng ra này. Nhưng mà nó kìa nó gầy gầy thế này thôi. Để giữa đấy. Đó anh em ơi, bàn tay này. Đấy. Thế này cơ mà. Cá khuê nó chỉ có thế này thôi mà nó ngon lắm anh em ạ. Vẻ xả đi hai cái nườn này chúng thái gọi. Tốn bia tốn rượu lắm. À, vào đây, vào chuồng vào chuồng. À, cũng khá lớn như nhà mươi. Được quá đấy. Câu cá rô nó cũng sướng phết anh em ạ. Cá này thực sự anh em mà nó ăn ngon hơn cá chép nhiều. Cá chép nó toàn xương. Mà đi câu thì rất thích câu cá chép. Mà nhìn cá chép trông nó già đời anh em ạ. Con chép của một cân nhìn trông nó già đời, nhìn nó sướng. Kiểu như là cái vẻ bề ngoài trông nó ngon ăn hơn rô. Đặc biệt là cái tầm cứ khoảng cân lên thì em thấy nhìn mỗi con chép mà đẹp nhất. Chấm thì nhìn trông nó rất là rạng, bé rạng. Chấm thì từ 3,5 cân 4 cân đổ lên thì nhìn trông nó tầm đấy nó già dặn, ăn còn ngon. Thì mình nghĩ ra nó sẽ ngon đấy. Nó còn chép chỉ khoảng hơn cân nó già đời lắm này. Nhà đã chén rồi. Bắt đầu lại sóng gió. Trời, nó bầm luôn này. Đây, gặp cá con rồi. Úi giời, úi giời. Đây rồi. À, con này to. À, con này được anh em ạ. Con này bé. Đây rồi, ui, con này to anh em ơi. Thấy chưa? Úi giời. Đấy, phải cầu con này. Lên thôi. Hàm bự, wow, hàm bự. Bự chưa? Bàn tay, đôi bàn tay. Ôi, con này bàn tay. Khỏe quá. Rưỡi đóng gập lưỡi này thế làm sao được em. Cá to rồi ông vít nó sướng hẳn anh em ạ. À, anh em ạ, thấy chưa? Để có bột mì em để làm pha mồi em nhé, không phải rác vứt đây đâu. Vâng, bảo không vứt rác đi thì chết. Ồ, nó bự nặng lắm này. Đây này tuyệt vời. Thôi, thu đồ về anh em ạ, hôm nay nhỏ cá lắm anh em ơi. Đây về sau mình không chán buồn quay nó nhiều quá. Về chưa các bác ơi. Ủa, wow. Em, một đống. Này, các bác nhìn thế này, cái này nó phải đến 15 cân chắc. À, úi dồi ôi, 15 cân rô phi anh em ạ. Đánh này nó mới sướng. Đấy, quay anh em xem này, đúng phải 15 cân đô phi. Phê tí mặt. Đó, đi câu nó thế này chứ. Này mồi có tí tanh cái đánh cảm giác là đô phi nó cuốn ngay anh em ạ. Phê nó hai mắt. Đợt con đen nó đang nằm bên dưới. Đợt con chấm đen nữa. Đá quá các bác ạ. Mà về anh em nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo về thôi. Quá phê.